Chào mừng bạn đến với Tulator, tôi lan tỏa trí thức, góp sức thành công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Thương cho roi cho vọt là cách giáo dục truyền thống của các bậc cha mẹ Việt Nam. Họ tin rằng những hình phạt của đòn roi sẽ rèn luyện kỷ luật cho con mình, khiến chúng trở nên tốt hơn. Thế nhưng, nó không những không mang lại kết quả tích cực như mong đợi, mà còn có thể khiến con em bị tổn thương, ám ảnh tâm lý sâu sắc. Vậy câu hỏi ở đây là làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện một kỷ luật tốt cho con trẻ mà không để chúng rơi nước mắt? Quyển sách Kỷ luật không nước mắt của hai tác giả Peter L. Stavinoha và Sarah O. sẽ giải đáp cho chúng ta điều này. Hãy cùng Tulator khám phá ngày nhé! Cuốn sách là công trình nghiên cứu của tiến sĩ, nhà tâm lý học Peter L. Stavinoha cùng nhà báo chuyên về sức khỏe Sarah O. Ngoài ra, Peter được biết đến là quản lý bộ phận tâm lý học thần kinh cho trẻ em tại Trung tâm Tâm thần Nhi thuộc Children's Medical Center of Dallas. Với kinh nghiệm dày dặn, họ đã cùng nhau sáng tạo nên chuỗi tác phẩm Stress Free chuyên về cách giáo dục trẻ theo hướng lành mạnh và phù hợp cho các bậc cha mẹ. Tác phẩm của họ được đón nhận nồng nhiệt bởi độc giả trên toàn thế giới, biên dịch sang hơn 100 ngôn ngữ và trở thành một trong những đầu sách cẩm nang làm cha mẹ của First News bán chạy ở Việt Nam. Kỷ luật không nước mắt là một tác phẩm nằm trong chuỗi series này. Cuốn sách được chia làm 4 phần và có tổng cộng là 12 chương, tóm gọn theo 16 chiến lược răn đe, dạy con phù hợp nhất, tương đương với từng vấn đề của trẻ mà không hề làm chúng bị tổn thương. Quyển sách còn nhấn mạnh vào cách giao tiếp giữa cha mẹ và con trẻ, cũng như cách kiểm soát và làm lành những hành vi như cáu gắt hay giận dỗi của chúng. Trong cuốn sách này, tác giả mong muốn nhấn mạnh nguyên tắc rằng việc giáo dục trẻ em, kỷ luật luôn có nhiều cách. Các bậc cha mẹ có thể tham khảo ngay như: trong phần đầu tiên, quyển sách đã khái quát cụ thể về những cách kỷ luật trẻ toàn diện nhất mà cha mẹ có thể áp dụng với con mình. Với chương giải mã hành vi ở con trẻ, hai tác giả đã cùng phân tích giải mã những hành vi của con trẻ theo mô hình ABC, một mô hình phân tích hành vi con trẻ bám vào công thức theo quy trình. Tiền đề: antecedent, hành vi, behavior và kết quả, consequence. Dù là hành vi của bé theo quan điểm đánh giá của bạn là tích cực hay tiêu cực, hãy chọn đánh giá theo mô hình này. Ngoài ra, hai tác giả còn cung cấp giải pháp 16 chiến lược toàn diện để làm việc với bé con nhà bạn. Trong đó, hai chiến lược chính phải kể đến như: toàn diện, làm mẫu với những hành vi đáng khen ở trẻ. Việc khen thưởng, sử dụng một tấm gương để soi chiếu một hành vi tốt có thể khuyến khích trẻ tiếp tục hành động này ở tương lai. Rút lui, phớt lờ với những hành vi không tốt, cẩn thận trong việc áp dụng những hình phạt với con trẻ và có chọn lọc trong việc dùng lời lẽ để răn đe trẻ. Sang phần thứ hai, chủ yếu cung cấp cho các bậc cha mẹ những tình huống thông thường nhất có thể bắt gặp ở con trẻ, cùng hướng đi và giải pháp xử lý. Bé con nhà bạn có thể sẽ gặp rất nhiều thử thách, vấn đề ở trường học, như các bài tập ở trong lớp, va chạm với bè bạn hay thậm chí là với cha mẹ khi ở nhà. Giờ giấc sinh hoạt luôn là điều mà các bậc cha mẹ lưu tâm nhất. Ở phần này, chúng ta sẽ được đi qua các chương giúp cho bạn biết cách xử lý những tình huống liên quan đến hành vi, giờ giấc sinh hoạt của trẻ và cách mà trẻ sẽ ứng xử khi gặp thử thách trong việc làm bài tập về nhà. Chương này sẽ có những tình huống và bản mẫu để bạn có thể ý thức được những dấu hiệu, học cách giải quyết nó một cách tự tin nhất. Sang phần thứ 3, tác giả định hướng cho cha mẹ cách xây dựng và phát huy tính cách tốt đẹp của con. Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều sở hữu những trí tuệ tiềm năng và một nhân phẩm tuyệt vời. Thế nhưng, do trong quá trình lớn lên bị chi phối và phụ thuộc nhiều bởi những giới hạn trong môi trường sống, trẻ em có thể sẽ không biết cách phát huy hết phẩm chất vốn có này. Trong chương thứ 3, hai tác giả sẽ hướng dẫn cho các bậc cha mẹ cách khơi dậy tiềm năng, phẩm chất tích cực nhất của con trẻ, giúp con trở thành một người xuất chúng và có ích cho xã hội. Bằng cách giúp con nâng cao năng lực giao tiếp, lắng nghe suy nghĩ cơ thể của mình và trình bày nó một cách từ tốn, có trình tự, chính điều này sẽ giúp con trở nên quảng giao, mở rộng các mối quan hệ xã hội lành mạnh, rèn luyện sức chịu đựng, sự kiên cường và ý chí cùng nghị lực bền bỉ. Kết thúc hành trình học tập của cha mẹ, phần cuối cùng của quyển sách chủ yếu nhấn mạnh đến các báo động đỏ ở hành vi mà bạn có thể quan sát và phát hiện ở con trẻ, như những hành vi cáu gắt, những lời nói thô lỗ, cử chỉ khó hiểu như lo âu, lẩm nhẩm thường xuyên hay khó ngủ.
đó đều là những hành vi mà bạn nên cân nhắc để tìm đến sự trợ giúp từ những người có chuyên môn kịp thời. Ngoài ra, ở phần này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tìm đến những người có chuyên môn, cách để làm việc với họ và theo dõi, động viên con trẻ ở nhà. Bàn về cuốn sách, chuyên trang InfoDad đánh giá, khi bạn nuôi con, bạn sẽ gặp không ít những khó khăn và quyển sách này đã khiến cho những nỗi lo ấy trở nên nhẹ nhàng hơn. Bản thân hai tác giả Peter L. Stavinoha và Sarah Au cũng đã rút ra rất nhiều những bài học thành công cho bản thân khi viết cuốn sách này. Họ cũng là những bậc làm cha mẹ và cũng có những nỗi đau đáu với việc nuôi dạy con của mình. Như Sarah Au, bản thân cô đã từng cảm thấy bế tắc khi không thể tìm ra cách nuôi dạy con phù hợp, chỉ đến khi cô ý thức được rằng mỗi một phụ huynh sẽ có một cách nuôi dạy riêng và không đứa trẻ nào là giống với đứa trẻ nào. Bạn thấy đấy, kỷ luật vốn có rất nhiều những hình thức khác nhau. Không phải cứ làm đau con trẻ thì mới truyền đạt được bài học tốt. Thay vào đó, chúng ta nên sử dụng tình yêu thương bởi vì nó không chỉ chữa lành tất cả mà còn giúp con trở thành một người yêu thương người khác và có một cuộc sống khỏe mạnh về tinh thần. Quyển sách này nhìn chung phù hợp với tất cả các đối tượng phụ huynh, những bậc cha mẹ đã có con hay những cặp đôi đang chuẩn bị đón chào đứa con tương lai của mình. Quyển sách còn có thể dành cho những bậc giáo viên, những người làm giáo dục con trẻ. Bản thân của họ cũng chính là những người cha, người mẹ đỡ đầu cho chính những đứa trẻ được họ dạy dỗ. Tôi là Tò hy vọng cuốn sách này sẽ thực sự bổ ích và đem lại nhiều điều tích cực cho cuộc sống của bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe review cuốn sách Kỷ luật không nước mắt từ Tu La To. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like, subscribe để có thể đón xem những video sớm nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!